Chào các em, cô rất vui khi được gặp lại các em. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu thêm một nội dung mới. Châu Đại Dương có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng, có nguồn khoáng sản giàu có, nhưng cũng có nhiều yếu tố tự nhiên đầy thử thách. Sa mạc rộng lớn, hạn hán gay gắt, bão tố, động đất, núi, biển dữ dội. Những đặc điểm tự nhiên đó có ảnh hưởng đến đặc điểm dân cư và sự phát triển kinh tế, xã hội của Châu Đại Dương như thế nào, thì bài học ngày hôm nay cô và các em sẽ giải đáp những vấn đề đó. Bài 49. Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương. Nội dung bài 49 gồm 2 phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về dân cư. Phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về kinh tế. 1. Dân cư. Quan sát vào bảng mật độ dân số của các châu lục năm 2011. Các em hãy nhận xét mật độ dân số của Châu Đại Dương so với các châu lục khác và so với thế giới. Nhìn vào bảng số liệu, chúng ta sẽ thấy được rằng mật độ dân số toàn thế giới là 51 người trên 1 km vuông. Châu Á là 132 người trên 1 km vuông. Châu Âu là 32 người trên 1 km vuông. Châu Phi 35 người trên 1 km vuông, Châu Mỹ 22 người trên 1 km vuông, còn lại là Châu Đại Dương 4 người trên 1 km vuông. Vậy thì chúng ta sẽ thấy, nếu như đem so sánh mật độ dân số của Châu Đại Dương với toàn thế giới, thì mật độ dân số của thế giới gấp 13 lần mật độ dân số của Châu Đại Dương. Còn nếu như so với các châu lục khác, thì mật độ dân số của Châu Đại Dương đứng vị trí thấp nhất, 4 người trên 1 km vuông. Để làm rõ về đặc điểm dân cư của Châu Đại Dương, các em cần phải nắm rõ những điểm sau đây. Thứ nhất là sự phân bố dân cư của Châu Đại Dương, thứ hai là đặc điểm dân thành thị, và thứ ba là tỷ lệ người dân bản địa và người dân nhập cư của Châu Đại Dương. Để hiểu rõ ba vấn đề này, cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu ở các slide tiếp theo. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phân bố dân cư ở Châu Đại Dương. Các em quan sát vào bản đồ phân bố dân cư trên thế giới. Nhìn vào phần cô khoanh đỏ, đó chính là Châu Đại Dương. Kết hợp với phần chú thích, các em sẽ thấy được rằng dân số Châu Đại Dương không đông, chỉ khoảng từ 10 triệu đến 25 triệu người. Các em có thể dễ dàng thấy được khi mà quan sát vào bản đồ. Để tiếp tục làm rõ sự phân bố dân cư, các em quan sát vào lục đồ sự phân bố dân cư của lục địa Australia. Nhìn vào lục đồ và quan sát phần chú thích, các em có thể thấy được rằng phần màu vàng là dưới 1 người trên km vuông, phần màu da là từ 1 đến 10 người trên km vuông, phần màu tím nhạt là trên 10 đến 25 người trên km vuông và tím đậm là trên 25 người trên 1 km vuông. Vậy thì nhìn vào lục đồ, chúng ta sẽ thấy rằng phần lớn dân cư tập trung ở khu vực duyên hải phía đông, vùng đông nam và rìa phía tây nam. Nguyên nhân vì sao lại dân cư lại tập trung đông ở những vùng này thì nhớ giùm cô, đây là những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Còn tại sao mà dân cư lại thưa thớt ở phía tây và trung tâm thì nhớ giùm cô là chúng ta đã học ở bài trước. Phần lớn khu vực phía Tây và khu vực trung tâm là hoang mạc và là bán hoang mạc, thì khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt nên dân cư sẽ thưa thớt, đúng chưa nào? Và con người của chúng ta cũng rất là thông minh, sẽ lựa chọn những nơi nào mà có điều kiện tự nhiên thuận lợi để sinh sống. Còn những cái khu vực nào mà khắc nghiệt á, thì dân cư sẽ ít sống lại, vì ở đó khó có thể nào mà mình có thể phát triển kinh tế nên dân cư sẽ rất ít tập trung. Tiếp tục chúng ta sẽ qua tìm hiểu về tỷ lệ dân thành thị. Thì quan sát vào bảng thể hiện mật độ dân số và tỷ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc Châu Đại Dương năm 2011. Thì các em sẽ thấy rằng tỷ lệ dân thành thị của Châu Đại Dương là 66%. Nếu như so với tổng thể 100% thì tỷ lệ dân thành thị của Châu Đại Dương chiếm hơn một nửa. Có vẻ là Châu Đại Dương có tỷ lệ dân số thành thị như thế nào các em? khá cao, đúng không nè? Rồi, còn nếu như so sánh tỷ lệ dân thành thị ở một số quốc gia của Châu Đại Dương thì chúng ta thấy là cao nhất là New Zealand 86%, đứng thứ hai là Australia 82%, thứ ba là Vanuatu 24% và cuối cùng là Papua New Guinea. Vậy thì tỷ lệ dân thành thị ở một số quốc gia Châu Đại Dương có sự chênh lệch, đúng không nào? Không đồng đều. Cao nhất là New Zealand và Australia. Để chứng minh cho điều cô vừa nói về tỷ lệ dân thành thị khá cao thì các em quan sát vào. Đây là một hình ảnh về dân thành thị ở Australia. Về thành phần dân cư thì ở Châu Đại Dương chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là người bản địa chiếm 20% dân số. Nhóm thứ hai là dân nhập cư chiếm 80% dân số. Người bản địa hay còn gọi là thổ dân. Thổ dân là những người dân có nguồn gốc và sinh sống tại địa phương rất là lâu đời. Tổ tiên của họ sống ở địa phương có từ hàng ngàn năm trước. Còn người nhập cư là những người mà chuyển từ nơi cư trú từ những các quốc gia khác đến. Người bản địa ở Châu Đại Dương gồm có những người như là người Australoid, người Melanesian, người Polynesian. Còn dân nhập cư chủ yếu là người châu Âu chiếm khoảng 92%, người châu Á 6% và các tộc người khác 2%. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số hình ảnh về người dân bản địa ở Châu Đại Dương. Đầu tiên là người Australoid hay còn gọi là người Úc, thì họ sống trên khắp lục địa, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể quan sát hình ảnh người Australoid xưa và người Australoid nay. Các em quan sát vào hình, cô muốn giới thiệu các em một số thành phố cũng giống như một số bang nổi tiếng ở Châu Đại Dương, như là thành phố Sydney là một trong những cái thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất của nước Úc. Thành phố còn được gọi là thành phố cảng. Đây là trung tâm tài chính lớn nhất của nước Úc và cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của khách quốc tế. Nổi tiếng với những bãi biển đẹp nè, kiến trúc đôi, ví dụ như là nhà hát Opera, hay mình còn gọi với cái tên thân thuộc là nhà hát Hòn Sò và cầu cảng Sydney. Tiếp theo các em có thể thấy được là bang Queensland, thì cái bang này có cái diện tích lớn thứ nhì và đông dân thứ ba tại Úc. Bang này còn được gọi là bang ánh nắng vì có 10 trong 30 thành phố lớn nhất nước Úc và là nền kinh tế lớn thứ ba toàn quốc. Đây là một trong những bang nổi tiếng với việc là người dân và chính quyền rất là tự tin vào khả năng miễn nhiễm virus và coi virus như là cúm mùa. Tiếp tục là hình ảnh ở phía dưới là hình ảnh về Melbourne, là một cái thủ phủ và là thành phố lớn nhất của bang Victoria và là thành phố lớn thứ hai ở Úc. Thứ hai là người Papua thì chiếm số lượng đông trên các đảo New Guinea, là các phần màu đỏ các em có thể thấy được, thì miền Tây và miền Trung của New Guinea. Ngoài ra chúng ta còn có người Huliamat. Trang phục truyền thống của người thổ dân Papua New Guinea có phải là rất đặc sắc đúng không các em? Thứ ba là người Melanesian thì sống trên các đảo Tây Thái Bình Dương. Các em có thể quan sát được hình ảnh thì họ có một cái quả đầu rất là chất, đúng không các em nè? Ngoài ra thì họ còn sinh sống trên các đảo như là Vanuatu và đây là những cái hoạt động truyền thống của họ ở trên bãi biển, các em có thể quan sát được. Thứ tư, người Micronesia sống ở các đảo nhỏ thuộc nhóm đảo Micronesia, thì các em có thể quan sát được hình ảnh là một số chàng trai đang sử dụng điệu múa của mình trong một cái lễ hội. Thứ năm là người Polynesia sống chủ yếu trên các đảo Polynesia, thì bạn nào biết rằng một số bộ phim hoạt hình đã đóng về những người dân ở đây, thì bạn nào biết hãy comment phía dưới cho cô biết nào. cùng là người Maori. Người Maori là một trong những người sống lâu đời nhất ở Australia. Họ thuộc chủng tộc da đen và có những cái phong tục rất là độc đáo nè. Em có thể thấy là hình ảnh họ vẽ mặt nè, le lưỡi nè. Đó là những cái phong tục tập quán của những người Maori nha các em. Người nhập cư thì có phần lớn là những người là con cháu của các người châu Âu khai phá và xâm thực vào châu Đại Dương từ thế kỷ thứ 18. Trong những năm gần đây thì châu Đại Dương còn tiếp tục có thêm người nhập cư là từ châu Á. Vậy thì phần 1 chúng ta có thể tóm lại như sau. Về dân cư thì dân số ở đây ít, mật độ dân số thấp và phân bố không đều. Tỷ lệ dân thành thị cao và không đều giữa các nước, trung bình là 69%. Người bản địa chiếm 20%, người nhập cư chiếm 80% dân số của châu Đại Dương. Vậy thì tóm lại qua đó chúng ta sẽ thấy được rằng dân cư ở đây chủ yếu là dân nhập cư, đúng không các em? Sau khi tìm hiểu xong phần 1, chúng ta thấy rằng châu Đại Dương là một châu lục thưa dân, nhưng có tỷ lệ đô thị hóa cao. Vậy trình độ phát triển kinh tế giữa các nước ở châu Đại Dương như thế nào? Thì cô và các em sẽ sang tìm hiểu phần 2, kinh tế. Quan sát vào bảng số liệu thể hiện trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Đại Dương. Các em hãy nhận xét về thu nhập và trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia này cho cô. Nhìn vào cột thu nhập bình quân đầu người USD. Các em hãy nhận xét những nước có vị trí theo thứ tự. Đầu tiên, đứng vị trí đầu tiên là Australia với tổng thu nhập là 46.742,8 USD. Đứng thứ hai là New Zealand với tổng thu nhập là 37.283,1 USD. Tiếp tục là đứng vị trí thứ ba là Vanuatu với tổng thu nhập là 30.046,6 USD. Và đứng vị trí cuối cùng là Papua New Guinea với tổng thu nhập bình quân đầu người là 3.907,3 USD. Còn về cơ cấu thu nhập quốc dân thì hay mình còn gọi là cơ cấu thành phần kinh tế theo ngành như là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Về Australia chúng ta sẽ thấy rằng Australia tập trung vào hai mảng, đó là công nghiệp và dịch vụ. Vì các em có thể thấy là 2%, phần trăm của hai ngành này như thế nào? Cao, đúng không nào? Còn New Zealand thì tập trung cũng là công nghiệp và dịch vụ. Vanuatu thì tập trung vào nông nghiệp và dịch vụ. Papua New Guinea thì tập trung vào nông nghiệp và công nghiệp, đúng không? Mà đang có xu hướng chuyển hướng sang dịch vụ, đúng chưa các em? Và nhìn tổng thể lại thì chúng ta thấy được rằng thu nhập bình quân và kinh tế của một số quốc gia của châu Đại Dương thì phát triển không đồng đều. Sẽ có một số quốc gia thì phát triển vượt bậc như là Australia và New Zealand. Còn một số quốc gia thì còn chưa phát triển như là Papua New Guinea. Quan sát vào hình 49.3 lược đồ kinh tế Australia và New Zealand. Các em hãy cho cô biết các nước phát triển mạnh những ngành nào. Hai phần mà cô khoanh đỏ chính là Australia và New Zealand là hai nước có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành và rất là đa dạng. Các em có thể nhìn vào phần chú thích, chúng ta có thể kể tên được các ngành đó ra. Còn các quốc đảo còn lại đều là những nước đang phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu và phát triển du lịch là chủ yếu. Qua đây cô cũng muốn giới thiệu cho các em những tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ ở châu Đại Dương. Đầu tiên là về ngành công nghiệp thì hình ảnh các em có thể quan sát được đó là về khoáng sản. Thì ở đây là mỏ vàng lộ thiên lớn nhất nước Úc có vai trò góp phần quan trọng vào việc phát triển công nghiệp. Tiếp theo là lợi ích về ngành nông nghiệp thì đất trồng trọt ở đây mặc dù rất ít nhưng nó có giá trị nông nghiệp rất là cao, đặc biệt là đất Bazan. Các em có thể quan sát được những cái trang trại chăn nuôi hoặc là trồng trọt ở trên hình. Do xung quanh được bao phủ toàn là đại dương, nên châu Đại Dương có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch cũng như ngành khai thác đánh bắt thủy hải sản. Càng có thể thấy đây là những hình ảnh về các đảo san hô để thu hút khách du lịch cũng như là đánh bắt thủy hải sản. Tiếp tục quan sát vào hình 49.3 lượt đồ kinh tế Australia và New Zealand, thì các em hãy cho cô biết sự khác biệt về kinh tế của Australia và New Zealand với các đảo còn lại trong châu Đại Dương. Có nghĩa là chúng ta đi so sánh hai khu vực phát triển so với lại những cái khu vực còn lại như thế nào. Thì cái này không khó đâu các em. Dưới sự hướng dẫn của cô thì chúng ta sẽ gửi mở từng phần một nhé, để các em có thể là dễ dàng so sánh. Thì cô đã lập một cái bảng, thì cái bảng này chúng ta không có khó đâu các em. Cô dựa vào nội dung trong sách giáo khoa trang 147, 148, 149 thì các em có thể đọc nội dung mà chúng ta lập ra, hoặc là chúng ta có thể dựa vào hình 49.3 để giúp các em có thể làm nhanh hơn. Thì cô đã làm sẵn cái bảng này, chúng ta chỉ cần gợi mở từng ô một thôi nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào so sánh về nông nghiệp. Thì ở bên Australia và New Zealand sẽ là tập trung vào hướng chuyên môn hóa. Sản phẩm chính là lúa mì, len, bò, cù và sản phẩm từ sữa. Còn ở bên các quốc đảo thì chủ yếu là khai thác thiên nhiên, trồng cây công nghiệp để xuất khẩu. Tiếp tục là về công nghiệp. Công nghiệp thì bên Australia và New Zealand thì các ngành công nghiệp ở đây rất là đa dạng. Phát triển nhất là khai khoáng nè, chế tạo máy và phụ tùng điện tử, chế biến thực phẩm. Còn các quốc đảo thì các ngành mà phát triển nhất là ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Còn về dịch vụ bên Australia và New Zealand thì tỷ lệ lao động trong cái hoạt động dịch vụ thì là cao. Dịch vụ phát triển mạnh dựa vào những cái tiềm năng. Còn bên các quốc đảo thì du lịch có vai trò quan trọng trong kinh tế. Vậy thì kết luận về kinh tế Australia và New Zealand thì chúng ta thấy đây là hai nước có nền kinh tế phát triển nhất. Còn các quốc đảo thì đều là nước đang phát triển. Thì các em có thể quan sát vào, đây là một số hình ảnh về cảnh đẹp ở châu Đại Dương. Và ngành du lịch và khai thác hải sản là thế mạnh của cư dân các quốc đảo nha các em. Phần số 2, kinh tế. Thì các em nắm cho cô 3 ý sau đây. Thứ nhất là về trình độ phát triển kinh tế không đồng đều. Thứ hai là phát triển nhất là Australia và New Zealand. Thứ ba là các nước còn lại là những nước đang phát triển. Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Chúng ta đã tìm hiểu xong hai phần của bài 49. Vậy thì tổng thể bài 49 về dân cư và kinh tế châu Đại Dương thì các em nắm cho cô những ý sau đây. Thứ nhất là về dân cư, thứ hai là về kinh tế. Dân cư thì chúng ta thấy là dân số ở đây rất là ít, mật độ dân số thấp và phân bố không đều. Thứ hai là tỷ lệ dân thành thị ở đây cao và không đều giữa các nước. Thứ ba là chủ yếu là dân nhập cư. Về kinh tế thì trình độ phát triển kinh tế cũng không đồng đều luôn. Phát triển nhất là Australia và New Zealand, và các nước còn lại thì là những cái nước đang phát triển. Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Về phần tổng kết, sau khi chúng ta đã tìm hiểu toàn bài giống như là phần mà cô đã chốt lại cho các em, thì câu hỏi đầu tiên đặt ra là lục địa Australia phần lớn dân cư tập trung ở vùng nào các em? A. Đồng bằng trung tâm, B. ven biển phía Tây, C. ven biển phía Đông và Đông Nam, D. là ven biển phía Bắc và Nam Australia. Cái nào đúng nè? Đáp án chính là câu C. ven biển phía Đông và Đông Nam. Được chưa nào? Câu 2, chọn những ý em cho là đúng. A. Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa. B. Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất thế giới. C. C. Tỷ lệ dân thành thị cao nhất là ở Australia và New Zealand. D. Australia và New Zealand nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, đen, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa vì lực lượng lao động nông nghiệp đông. E. Trừ Australia và New Zealand, các quốc đảo là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Theo em thì các đáp án nào sẽ là đáp án đúng? Đầu tiên, chúng ta sẽ thấy được rằng câu A, dân cư Châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa là đúng hay sai? À, là sai, chủ yếu là người nhập cư chiếm 80%, đúng chưa nào? Câu B, Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất trên thế giới, câu này hoàn toàn chính xác với 4 người trên 1 km vuông. C, tỷ lệ dân thành thị cao nhất ở Australia và New Zealand là hoàn toàn chính xác. D. Australia và New Zealand nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa vì lực lượng lao động trong nông nghiệp đông. Vế đầu thì đúng nhưng mà vì lực lượng lao động trong nông nghiệp đông là sai hoàn toàn. Lực lượng trong lao động trong dịch vụ mới là đông nhất. Nhớ nha các em. E. Trừ Australia và New Zealand, các quốc đảo là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Thì câu này chắc chắn đúng rồi đúng không? Australia và New Zealand là hai quốc gia phát triển. Câu 3. Chọn các ý đúng trong nhận xét sau. Các đảo Châu Đại Dương phát triển du lịch nhờ dựa vào: A. Các đảo san hô có hồ nước mặn, nhiều thủy sản. B. Bãi biển đẹp. C. Đại dương bao quanh. D. Khí hậu nóng ẩm và điều hòa. E. Vùng Thái Bình Dương có nhiều bão nhiệt đới đi qua. G. Vành đai lửa Thái Bình Dương. H. Rừng rậm trên các đảo xanh tốt. Y. Văn hóa độc đáo của cư dân các đảo Châu Đại Dương. Chỉ trừ đáp án E và G ra thì tất cả các đáp án trên sẽ là điều kiện tiền đề cho các đảo Châu Đại Dương phát triển du lịch. Được chưa các em? Dặn dò các em về nhà học bài và đọc bài 50, thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Australia cho cô. Ôn lại phương pháp phân tích lát cắt địa hình và phân tích biểu đồ khí hậu. Chuẩn bị tiết sau chúng ta sẽ thực hành. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Nếu như trong quá trình xem clip mà các em có thắc mắc hay là góp ý gì thì đừng quên comment ở phía bên dưới để cho cô biết những đóng góp thắc mắc của các em sẽ góp phần làm cho bài giảng của cô trở nên tốt hơn. Và cuối cùng là đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh của cô nhé. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt.